Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Su TV. Đây hiện tại mình đang đến quán review bếp sạch. Bếp sạch ở Trần Điền. 198 Trần Điền. 198 Trần Điền. Đối diện khu văn hóa đô thị Định Công. Ở đây hôm nay đến đây có anh em có gọi giám đốc của tiệm bánh món dê này với cả món đây là món gì nhờ chú Sơn nhỉ? Đây là chân giò quay. Dê hấp. Đây là đậu đức. Ở hôm nay đến đây có mấy anh em bản địa tiếp đón này, có anh em tận địa Định Công. Ở anh em làm tí nhỉ? Vâng. Đây là Hoàng Trung Đức, giám đốc công ty dược phẩm này. Bạn kia là Khuê. Chào anh em vậy nào. Chào Su TV nhá. Khuê là giám đốc bên banh. Đây là đồ chí Sơn, bạn Sơn. Giám đốc một công ty logistics. Đây là anh Triệu Bá Minh, giám đốc một công ty bên bất động sản. Chào anh em nhá. Cái này không được 330. Do đi. Tí nữa. Nào. Được. Đừng bỏ đá. Nào anh cạnh chú Khuê cái nào. Không được. Anh Khuê cũng còn cuộn cuộn động cái để anh hết cho anh cái này nào. Để nó không lên bọt là được. Em nhớ là đủ mà. Đủ chai. Bia. Anh uống rồi mà. Bia quán này cũng khá nặng đấy. Nặng này là bia chuẩn này. Bia chuẩn. Thế bây giờ rượu kiểu rượu nặng thì chuẩn ấy rất cũng được. Rượu mà không uống cũng say thì được. Anh em ăn mạnh lên anh em mạnh lên. Anh em ăn đi. Nó hỏi này. Đã ăn gì đâu nó. Giám đốc Khuê chưa mời anh Minh gái sao nhỉ? Lâu lắm không gặp. Mời riêng cái này. Thử review món đậu, đây là đậu gì ở Đức? Đậu chiên xù. Đậu chiên xù. Phải gọi thêm mắm tôm, chứ chấm cái này cũng bia đâu không? Tôi nhận là dầu bỏ cái này. Chiên xù này gọi mắm tôm. Đi uống bia bao lần này, gọi đậu tẩm hành ấy. Từ hết đi, cần lấy đi. Nó phải buồn. Tôi cho anh uống ăn bên kia nhiều thấy chưa ăn món này. À có ra gì không ạ? Đậu ra gì không quên? Ngon đấy anh ạ. Đây là một chấm với trứng. Quán này là cũng mới sửa sang lại khá là ổn đấy anh em nhé. Đây là địa chỉ quán này anh nhá. Đây là phòng VIP này. Đây là phòng VIP. Cho mình hơn 3 lít thì sao? Để anh em cứ làm mỗi anh em một tháp đây. Cái này là 4 cốc ở đây. Rồi anh xong uống thứ 3 này. 3 cốc là xong. 4 cốc này là xong kia là 4 cốc. Rồi mình lên xe này hết. Đúng rồi. Cái này cũng được. Cái gì mong sợ? Đúng con gì? Mỗi người 3 chai. Mỗi người 3 chai. Đúng rồi. 1 chai. 3 chai. 3.30 x 3 là hơn 1 lít rồi. Một tháp này là 3 lít. Em uống là hơn 3.30 mà nhân với nhau mà hơn 1 lít. Bài học được chút quá rồi. Em không chịu 900 chí. Ông không chịu học được. Anh thì 900 chí thêm đá để nó no hơn lít. Đúng rồi. Thế là chuẩn. Cái việc đá thì là ông cái của yếu theo món chân giò. Đây là chân giò gì Sơn? Chân giò chiên xù. Chân giò chiên xù à? Quay, các bạn quay. Chân giò quay nhé. Chân xù nữa. Còn cái đây nha, chân giò quay này. Chân giò không, chân giò ăn ngon mà. Dê này kia ngon này. Dê này, đậu ngon mà. Đậu ngon. Đậu ngon. Chấm cái này là không được tí đúng không? Món được. Đừng chấm với chỉ dầu này ngon. Nhưng mà thực ra chân xù phải chấm cái đấy. Chấm cái này cho lại thấy hợp này. Chân xù này nhá. Chấm cái này còn chấm thôi à.
Marine này là con nít hay anh em trực tiếp rồi đấy. Bay đà của phòng sau. Như như kiểu con nó hồng ngồi vừa ăn vừa quay. Nhưng mà Hải Đức có trang bị cả mic kia, mic ở đây của anh ấy. Nó mic này xong rồi. Các caramel riêng. Các caramel riêng. Ở đây là thấy là hình như có vẻ như là 601 hết rồi. Công nghệ có công ty có nhiều lấy vụ đâu anh Hải đây là nhiều anh em ở văn phòng đấy vừa đi chiều đấy vừa ấy một tập cũng nói cho cái bà dọn người đấy nhiều mà chắc phải đến chục cân anh là rất là nhiều còn bằng tầm bằng cái này thì cần tạm âm ở lúc nào lấy có chiều mọi người hôm nay rất là cảm ơn anh em ở đình công nhờ tiếp đón ấy quá cảm ơn nha kênh subscribe Sun TV anh em vào subscribe kênh Sun TV để ủng hộ Hải để có nhiều cái video hấp dẫn để gửi đến anh em nhé. Chào anh em nhé. Chào anh em nhé. Hôm nào tôi sẽ mời anh em lên chợ Viên Bắc Hà chuyến nhỉ. Em đi đấy thưởng thức ẩm thực vùng cao rồi. Đâu lên đấy anh em sẽ ăn lẩu thắng cố, gà đen lợn bản. Đấy, xe đấy, từ đây lên đấy có bao nhiêu đâu? Năm tiếng đấy. Năm tiếng. Phải tầm đấy đấy. À chưa đến. Đấy là chạy đêm nhá. Đi từ đây đến thì chưa đến đền ông Hoàng Bảy đường rẽ phải bên phải từ đây đến đấy á Lào Cai thuộc Lào Cai em ạ chưa đến đến ông Hoàng Bảy là rẽ này không biết tiếp tục không tưởng tạm biệt rồi rồi bye bye rồi anh chưa bye bye chào rồi mà của cha anh em luôn rồi nước có chuyến đi xuyên Việt Làm có mỗi hai cái đại diện trường phái bia lôi uống là trường phái bia trai cả anh nhỉ đại diện rồi anh về đấy 50 nhá với em một bộ này kệ như một tí được không mời sao thì chào kệ chú lo chứ được đấy cả bọn em nhá 50 ba bây giờ 50 là phải căng nhưng mà anh em cứ tay cơ làm danh nhẹ hơn bia hơi này của anh em nhẹ hơn bia này là 4.6 nhẹ hơn bia tham vào đâu bia thiên hoa và 48 cái gì đây là lần đầu tiên gọi món đậu chiên xù xúc động quá không vẫn là quẩy bây giờ đã có Hải Đức rồi bây giờ sẽ có Hải gì anh đang từ Hải Đức bây giờ có Hải gì su Hải su ơi nhưng mà đấy nhìn cái mồm nó ăn quăng nhỉ rồi nhưng mà không biết nó ăn hết rồi nhỉ làm sao ăn hết thì không đâu bây giờ đó là bao nhiêu anh em cá hầm em rồi thì có những cái hôm mà nó ở chợ phiên ấy nó ngồi ăn một mình ấy nó bày bằng đấy chứ làm sao ăn hết được nó bày gọi là ăn hết đâu rồi làm sao ăn hết được hoặc cắt cái thứ mà mình nó làm hết rồi anh sao hết thì mỗi thứ nó vẹn một tí nhưng mà cái lúc mà nó em ăn đi quay một quay thấy nó ăn nhiều phết các quảng cáo kênh cho Hải cho ba này đang quay mà nghe ăn nhiều vào cái kênh như nó đấy đây là kỹ thuật
chiến thuật anh em mình có gì anh em bia hơi hết nào để con chắc nốt các anh em bia hơi uống bia chai đây mà ba chai bây giờ chai đến mấy rồi thứ ba này thứ ba rồi đúng rồi chưa rồi anh em vừa mới uống được con khả năng đồ đẹp năm chai khả năng gì trước kia không có vậy không tại vì mỗi người một cốc một chai mà một cốc một chai mới tính như thân chuẩn anh không tự rồi mời em uống chậm chậm lại chờ anh em nhớ hơi đi tại vì anh em uống nhanh quá anh em uống nhanh quá là làm cho nói chung là như thế là chơi trộm đấy chơi trộm được rồi. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin hẹn và xin gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Anh em chào anh em và anh Nhật. Chào nhá.